Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Team đã xuất phát từ showroom 98 Bành Văn Chơn, phường 7, Tân Bình. Hòa mình vào dòng xe tấp nập lăn bánh trên đường Cẩm Hoa để đến bàn giao model đàn được nhiều thầy cô lớp nhạc yêu thích. Kidman KS1 Bluetooth đến với em học viên nhí tại quận 12. Cùng theo dõi video với mình nhé. Xe đàn đã đến và rất nhanh chóng. Chiếc piano được nhân viên đem vào nhà khách. Đây, chủ nhân của chiếc piano ngày hôm nay đang rất chăm chú và thích thú chờ đợi. Các anh lắp hoàn chỉnh chiếc piano điện này. Sẵn tiện đang làm video, mình chỉ cách lắp đàn rất đơn giản cho anh em ở xa nhé. Hãy làm theo mình. Đầu tiên, chân đàn được canh chuẩn theo pedal, lắp cố định với hai con ốc bằng tu vít các bạn, thao tác như trên với chân còn lại nhé. Thân đàn được nằm xuống để gắn tấm chắn sau vào chân đàn với pedal vừa mới lắp. Cuối cùng là lắp thân đàn vào và cố định vị trí với ốc và tu vít ở dưới thân đàn. Sau cùng thì piano đã lắp xong. Đàn sẽ được các bạn đưa đến vị trí đẹp nhất của căn phòng theo yêu cầu của khách hàng. Hai em bắt đầu cùng nhau bóc siêu. Nhìn từng động tác thì các bạn có thể biết được rằng hai em đang rất mong chờ cái đàn này như thế nào rồi, đúng không? Trong lúc hai bé thử đàn, mời các bạn chiêm ngưỡng vẻ đẹp đầy tinh tế mang nét hiện đại trên model piano Kidman KS1 này nhé. Anh cũng có đôi lời với mình rằng bé trai vừa mới học đàn được gần tháng lại còn rất thích chơi đàn, nên anh đã tham khảo rất nhiều cửa hàng nhạc cụ để lựa chọn cho con cây đàn phù hợp nhất. Sau khi tham khảo ý kiến của cô giáo dạy nhạc và xem các video review trên kênh YouTube Minh Phụng Music về mẫu piano này, thì anh đã quyết định chọn mua Kidman KS1 Bluetooth và tin rằng đây là cây đàn hoàn hảo để khơi dậy đam mê âm nhạc cho các con. Anh cũng chia sẻ thêm rằng màu sơn của đàn rất đẹp và băn khoăn về lợi ích về việc học đàn của các con bằng Bluetooth MIDI. Nhưng sau khi được bạn nhân viên giải đáp ngắn gọn và dễ hiểu, anh đã hiểu và hoàn toàn hài lòng. Quyết định chọn mua Kidman KS1 Bluetooth của anh là chính xác bởi những thông số ấn tượng sau. Đàn trang bị 88 phím với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, 128 polyphony, 20 âm sắc, mang sự vượt trội về âm thanh giai điệu. Đàn được trang bị hai cổng phone vô cùng tiện lợi, sẽ truyền âm thanh đến tai nghe và cả phát ra loa đàn, kết nối không dây với các app học nhạc như Simply Piano, Perfect Piano bằng Bluetooth MIDI ngay trên đàn, giúp tiết kiệm diện tích dây cáp mà bạn phải dùng. Cổng USB kết nối với máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng dễ dàng, hỗ trợ truyền dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số. Đàn còn nhiều chức năng hiện đại khác như metronome, đếm nhịp, Nova trộm tiếng, transpo tăng giảm tông, và đặc biệt các nút chức năng đều được tổng hợp trong một nút function. Đàn trang bị đầy đủ 3 pedal, sustain pedal, sostenuto, soft, điều chỉnh âm thanh theo ý muốn của người chơi để thể hiện được trọn vẹn cảm xúc của bản nhạc. Chất lượng âm thanh lẫn âm sắc cực chuẩn, trong và luôn ổn định với hai loa công suất 25W dưới thân đàn. Chính sách dành cho khách hàng mua KS1 Bluetooth tại Minh Phụng Music, bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Vậy là buổi bàn giao piano Kidman KS1 Bluetooth đến với gia đình hai anh em tại quận 12 đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi những video sắp tới của tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano điện yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.